Người ta uống cà phê để tỉnh táo, mày uống vô mày ngáp là sao? Em tỉnh đó chứ, nhưng mà không ngáp là không phải là em nữa đâu anh. Thánh thần thiên địa ơi! Đi đâu về mà vui dữ chị? Ra đây nói nha. Dạ. Trời, có chuyện gì ơi, vui vậy chị? Nó thương okay. Cho rồi cho bọt thương quá. Ôi trời, ôi trời. Ôi làm gì dữ vậy chị? Làm cái gì vậy? Tự nhiên gặp ngáp lên nó là sao? Bực mình hết sức. Tự nhiên về về chứ á. Nói rõ ràng sao mà anh biết cái gì? Lóc này rồi cứ ngồi ngáp lên ngáp xuống, tưởng là Trung Bình với ổng, hỏi là bây giờ chú biết chỗ nào Trung Bình. Ơi biết hay lắm chị, trời ơi là xuất sắc lắm, trời ơi chủ tới đâu là hay hết tới đó. Bây giờ cũng nghe rồi đó, sáng sớm đó vác đồ vác đạc đi nè, đi tới đâu te tua tới đó nè, coi đứt dép nè mà vô hả, tiền mất tật mang không được cái gì hết nữa rồi ngáp rồi. Sao mày kỳ vậy? Uống cà phê cho tỉnh táo chị, uống cà phê nói chuyện là tỉnh cho chị. Tỉnh lắm, uống luôn ly của em đi chị. Cho tỉnh táo nói chuyện cho hạ quả đi rồi. Đó rồi nói chuyện đúng không? Bạn nhậu của mình nói với em á là nói là cái bà thầy đó là bà 82 tuổi mà có bầu. 82 tuổi mà có bầu, đặc biệt chị mình là rờ tới đâu là hết tới đó. Mà vô đó mày biết là phao tin đồn nhảm ai đồn với chú? Bà Chín Chầu đó. Bà Chín Chầu là bà điếc, bà nghe được chữ được chứ mất. Đương nhiên phải có người đồn với bà Chín Chầu. Cái thằng này theo cái nghiên cứu của em là nó không ở gần nhà bà Chín Chầu, nhưng mà nó có thể đi khắp mọi nơi. Nó mà đi khắp mọi nơi. À! Trời ơi, cái thằng mà tôi thương lắm. Thằng út lé bác Giê-xu. Ai nhắc tới tôi đó. Hay ở trong nhà lít mốt có chuyện gì đáng nói đây. Mày bớt ngầu lại, mày ngầu một hồi là mày thành bò luôn. Mắc mới là tao ngầu lắm, hồi tao bò. Mày phải để ý tới cảm xúc của gia chủ, mày hiểu không? À. Gia chủ đang vui, vui lắm. Vui lắm hả? Bà xuống. Thằng mét mốt bước ra đây. Chú nói đi. Chú nghe là cái bà già 82 tuổi có bầu là từ đâu ra? Út lé nó nói cho bà Chín Chầu, rồi bà Chín Chầu mới nói em nghe. Đúng không? Cái tin đó là tôi có biết. Đúng. Ừ. Tôi không có đồn. Mày đồn với ai đồn? Mày đồn với bà Chín Chầu chứ ai đồn? Mày có biết đi vô trong tới đảo Dừa Lửa không có bà già 82 tuổi nào chị bệnh không? Ai đồn? Mày đồn. Không có hả? Con mắt mày đã lé rồi, không biết mày nhìn ai hết. Mày kêu tên, mày hỏi ai đi. Mày nhìn không mà biết mày hỏi ai. À, ca cảm ơn sự nhắc nhở nghe ông ngáp. Sao? Lít mốt tin nó không có hả? Lít mốt mốt là anh Nam Sĩ đó. Ờ ổng đó thì liên quan gì tới anh anh Nam Sĩ? Ổng đồn mà. Cái gì ổng đồn? Tôi nghe tôi biết chị, chị, em biết em hiểu rồi. Giỡn chơi hả? Ê chuyện này tới rồi uống miếng cà phê cho nó vuốt nhặn. Chuyện đâu là có đó hết. Từ nhà chị mà ra hết chơi. Mày phải gọi cho nó đi về luôn. Mày đi bán đi nè, cầm mày uống luôn đi, mày để gia đình người ta lộn xộn mày đứt đi hoài. Phải chi hôm nãy giờ ông đưa về là tôi đâu có cần. Mày đi đi. Mày đi chưa? Dạ. Thốn tên luôn. Tại sao mày làm vậy? Mày nói đi. Bình tĩnh đi, uống miếng cà phê cho nó hạ quả xuống nghe. Thật ra là tôi không có cố tình hại bà. Và tại vì á, bữa trước á, thằng này nó làm tôi muốn đứng tim tôi chết. Tôi mới kêu nó lại kể cho nó nghe, bịa ra một câu chuyện là một bà già 82 tuổi có bầu. Tôi biết thế nào nó cũng đi học lại tất cả mọi người trong xóm này. Tôi đâu có ngờ mà nó lại đồn làm sao mà vòng vòng hồi rốt cuộc nó chạy trở về vị trí gốc. Nghĩ sao đi đồn bà già 82 tuổi có bầu? Tại sao mình không đồn? Mình không đồn là ngáp nó có bầu đi. Ngáp sao có bầu được? Có bầu gì? Anh lớn rồi mà anh còn đi thù thằng đó. Ta kêu là già mà ngu quá, hiểu không? Chứ mày... không phải luôn hả? Xin lỗi nha. Bữa nay là cái ngày cá tháng 4. Tôi mới dựng chuyện ra giỡn chơi nó thôi. Mà mình dựng chuyện gì vậy? Tôi làm mọi chuyện chỉ vì một mục đích thôi. Là gì? Đổi đời nữa. Muốn đổi đời chứ gì? Vậy thì bảy vui này sẽ làm mọi cách để cho gia đình này đổi đời bằng cách là luyện giọng mi mi mo mo. Ồ mi mi mo 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 mo. Ủa mà quên nữa, chị Bảy, chị luyện giọng để làm gì? Gõ cửa trái tim vắng anh đừng vào. Dù hồn tái tê. Mà làm gì vậy? Tôi đang tập hát. Tập hát cái gì? Cơm nước không lo nấu. Mấy ngày nay là ăn toàn là muốn sống. Nó ăn mặc gì kỳ cục vậy? Ăn mặc gì nó phải ra ca sĩ. Sao mình nghe em hát mình thấy sao mình. Em hát lại mình nghe nha. Gõ cửa trái tim vắng. Thôi.
bà lỡ bơ bà im giùm tôi cái đi. Bà hát tôi thế nó không có nốt nào, nó vô có nốt nào. Mình không thích bài này hả? Được không rồi. Thích. Không thích đúng không? À. Rồi không thích Bolero em chuyển nhạc trẻ. Hả? Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta mới là của nhau. Ai? Bỏ đi. Gì á? Hát loại nào tôi nghe cũng không vô chứ. Mình ơi, mình muốn đổi đời á, đúng không? Hồi xưa mình ước mơ đổi đời, mình là đẻ con gái, mình là mua vé số. Bây giờ đó ước mơ là xa vời, còn em là nè, đổi đời trong tầm tay. Bây giờ game show là nổ ra quá trời. Em tập hát để em thi là thi giọng hát, thi game show gì giọng hát. Mình nghĩ đi, em thi sau khi em được giải quán quân là em sẽ bắt đầu lấn thân vào showbiz. Em dấn thân vào showbiz xong là em trở thành ca sĩ. Mà ca sĩ rất giàu, rất nhanh giàu. Vậy là vợ chồng mình đổi đời. Được. Bà là vợ tôi mà. Ờ. Tôi sẽ chiều bà. Ok. Nhưng không phải là tôi ủng hộ bà mà tại vì bà pha cà phê cái tôi uống hương thơm ơi là thơm. Bây giờ tôi chịu khó tôi đứng đây. Tôi đi đâu vậy? Đi pha cà phê. Làm đi. Rồi tôi chịu khó, tôi kiên nhẫn, tôi ngồi để tôi nghe bà hát. Tôi thấy giọng hát bà là nó hơi hơi, nó cái gì kỳ cái gì vậy? Tôi chưa uống mà uống trước rồi. Uống vô nó đã quá. Bây giờ em hát mình xem. Beat bắt rồi. Disco. Yeah yeah, come on come on yo. Tôi đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Tôi đã đến bên. Hả? Không cần phải uống cà phê luôn á, cà phê đầy mặt luôn á, sảng khoái tỉnh táo liền luôn á. Thì bà kêu tôi làm beatbox thì tôi làm beatbox. Thì đó. Rồi được rồi, thôi kệ em đi, mình làm. Em làm gì kệ em đi, em pha cà phê miễn sao mỗi sáng đều pha cà phê cho mình uống, mình sảng khoái mà mình tỉnh táo. Được rồi, kệ em đi, đừng quan tâm tới em. Cô ơi, cô đây chờ. Về đây đó. Chết tôi rồi, ông trời ơi. Ê, ai vậy? Em. Ủa, sao ngáp hả? Trời đất ơi. Uống cà phê không? Uống phê không? Cho em miếng đi. Ủa, để pha ly mới cho. Gì vậy? Gì? Đủ rồi, em phải trốn, em ngụy trang, em lội ruộng em mới tới đây được đó. Vụ gì, vụ gì? Fan hâm mộ quá trời luôn. Fan hâm mộ của ai? Fan hâm mộ của em. Hả? Hả? Không có. Cái gì? Không, không, quên. Người ta kiếm em nhưng mà FC của chị Bảy. Ê, hả chị ơi? Không, không, từ, để em nghe em nói. Uống cần lắm một chút cà phê để tỉnh táo. Vô. Rồi tỉnh táo đi, nghe em nói chuyện nè. Hôm bữa đó, em quay phim chị lại. Xong em post lên Facebook của em. Bình thường cái Facebook của em á có mười mấy like thôi, mà cái clip của chị vô được 1000+ like luôn. Người ta comment. Sao? Hi hi, cảm ơn ca sĩ này nha. Con em bú chưa chịu cai sữa mà nó nghe xong nó dứt sữa luôn. Tao ngưỡng mộ chị hey, quá mà ta. Không biết tìm chị ở đâu. Chị sắp nổi tiếng rồi. Trời ơi, không, chúng ta phải lập kế hoạch. Sao kế hoạch gì? Mình sẽ làm quản lý cho em, mình sẽ quản lý về show, chậu và tiền bạc. Chú hết ngáp rồi đúng không? Dạ em tỉnh luôn rồi. Tỉnh rồi đúng không? Dạ. Là vẫn có thể ngồi bấm đĩa được cho chị đúng không? Thì chú sẽ đi theo chị và bấm đĩa làm trợ lý chăm sóc, là săn sóc cho chị. Chúng ta phải lên một chiến lược, một cái đường đi cho cái con đường của sự nghiệp của chị. Xin lỗi cho em chân thành với chị chút xíu nha. Chị hát gớm lắm. Thôi rồi, nó nói thiệt. Chị hát gớm như vậy mà sao em tung lên Facebook, người ta khoái, người ta vô like, mà tự nhiên chị nổi tiếng. Rốt cuộc em vẫn chưa hiểu là chị nổi tiếng vì cái giống gì luôn á. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi đã chọn ra được một fan hâm mộ uy tín nhất, gặp gỡ và giao lưu cùng ca sĩ Mỹ Vui. Và vị khán giả đặc biệt Việt Kiều Mỹ, anh Kiều Tèo. Xin chào mọi người. Hiểu hả? Xin chào. Dạ, xin giới thiệu đại diện cho ca sĩ Mỹ Vui, quản lý Năm Sĩ. Anh Tèo à, anh có quen cái thằng Ngáp này trước khi tới đây không? Tôi là người xa xứ mấy chục năm nay rồi, hôm nay tôi về thăm quê hương. Vô tình tôi lên mạng và tôi thấy nhiều người comment vào cái clip của cô Mỹ Vui hát. Tôi cũng vào xem. Khi tôi xem rồi, ôi giời ơi, tôi rất là xúc động. Cho nên là tôi muốn tìm tới gặp Mỹ Vui. Anh Kiều Tèo này, sau một hồi trao đổi với em đã đồng ý tài trợ album mới nhất sắp ra mắt Bolero của ca sĩ Mỹ Vui. Tôi có thể bỏ ra là một vài triệu đô la
cần lắm một cái điều gì đó để tỉnh táo. Xin lỗi, mẹ vui hơi vui quá, mẹ vui hơi vui quá. Anh động quá, đúng không? Anh mời anh uống luôn. Anh thấy sao? Anh thấy cà phê ở nhà em sao? Ồ, cà phê này là rất ngon. Dạ, cà phê này uống vào là mình tỉnh táo và mình vui liền. Dạ, vui lúc nào cũng đi liền với cà phê hết. Anh mà thích đó, mai mốt là khi anh về nước đó là tặng anh tấn đem về bển uống. Tiền đâu mà tặng một tấn? Trời ơi, anh ghen cái gì vậy? Uống anh đây thì xin lỗi, tại quản lý của vui đó hơi bị lớn tuổi rồi đó. Nên nhiều khi mà không có bắt nhịp được cuộc sống trẻ trung. Không sao, mình sẽ tìm cho vui một vị quản lý trẻ và năng động hơn. Là thầy quản lý này luôn hả? Uống mày á, uống đi. Ở trong cái thời cha trẻ của tôi đó. Dạ dạ. Thì ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ. Chết bùm. Tôi đang 16 mai tóc trắng ngang. Tình như nở hoa ở trong lòng mọi người. Rồi yêu ai thương ai, ghét tâm tư cho nhau đến nào. Sao vậy anh ơi? Tôi nhớ lại kỷ niệm xưa. Tôi có một tình yêu thì mẹ cô ấy mới gả cô ấy cho một người giàu có khác. Thì từ đó đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Cô đơn là cô đơn luôn. Đời gì? Tôi cô đơn nên yêu ai cùng cô đơn. Ủa, không phải cô đơn. Yêu ai cùng lỡ làng đến bây giờ vẫn cô đơn. Hay quá, trời ơi, anh hay quá. Cái gì? Ôi, hay quá. Uống đi. Sao thằng cha này á, cha nói thì khó nghe mà cha hát rõ lời. Trời ơi, người ta chết phong cách của người ta đó. Con khỉ. Trời ơi, hân hạnh khi được anh tài trợ cho một số tiền rất lớn như vậy cho cái album sắp Bolero sắp tới của Mỹ Vui đó. Thì bây giờ nếu mà bây giờ Mỹ Vui không biết là đáp ứng lại cái gọi là cái tấm chân tình của anh bằng cái điều gì. Mà mới nói cái gì tôi khó nghe quá vậy. Bây giờ em vô vấn đề. Bây giờ quản lý đang rất là nóng lòng. Rất là nóng lòng để muốn coi cái sản phẩm sắp tới như thế nào. Không ấy bây giờ hai anh chị cứ trình bày. Mình hát xong ca bài đi. Anh sẽ vì em. Hay quá. Lòng tơ tình anh. Em sẽ gom mây kết thành lâu đài. Hoàng hậu về cao sang quyền quý. Okay. Đẹp nụ cười quân vương vừa ý. Đi lâu đài mang tên tình ai. Thôi, giờ em đã là vợ người ta, em đã là vợ của tôi, dẹp ba cái trò này đi. Không có cho làm ca sĩ gì chứ, không có Mỹ Vui Mỹ Nhẹ gì chứ á, thấy chưa? Trời ơi, ghen gì mà ghen dữ vậy? Ghen biết bao nhiêu cho vừa.